Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá mới nhất của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Và sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Thần đồng bóng đá Pháp lên tiếng bất ngờ với Quang Hải sau một tháng thi đấu tại Pau FC. Tiền vệ Henry Savet tiết lộ, các cầu thủ Pau FC động viên Quang Hải rằng ngôi sao của đội tuyển Việt Nam đủ giỏi để chơi bóng tại Pháp. Cậu ấy vẫn còn một chút rụt rè vì chưa hiểu hết môi trường mới. Chúng tôi động viên cậu ấy tự tin hơn và luôn nói với Quang Hải rằng nếu cậu ấy ở đây thì lý do là vì cậu ấy giỏi. Tiền vệ Henry Savet chia sẻ về Nguyễn Quang Hải trên trang chủ của League 2. Henry Savet là một trong những ngôi sao đáng chú ý của Pau FC. Anh từng chơi cho Newcastle ở Premier League cũng như là nhiều đội bóng danh tiếng khác. Savet được triệu tập lên nhiều đội tuyển trẻ của Pháp trước khi quyết định thi đấu cho đội tuyển quốc gia Senegal. Savet cũng cho biết Quang Hải đang hòa nhập tốt và được các thành viên trong đội hỗ trợ nhiều để làm quen với đội bóng. Cùng là tân binh của Pau FC, Savet cho rằng Quang Hải thể hiện không tồi trong giai đoạn đầu tiên trên sân tập cũng như là các trận giao hữu trước mùa giải. Do rào cản về ngôn ngữ nên cậu ấy phải đi cùng với một phiên dịch viên đang học những câu từ tiếng Pháp cơ bản về bóng đá và cả tên của chúng tôi. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt, kể cả khi có một chút trục trặc trong giao tiếp trên sân, Henry Savet nói. Chuyện đó là bình thường vì cậu ấy phải học mọi thứ từ mọi khía cạnh. Cậu ấy rất nỗ lực và đã có những tiến bộ kể từ ngày ra mắt. Đây là một cầu thủ rất thú vị và chúng tôi đã thấy rằng cậu ta có một cái chân trái rất hay. Điều đáng chú ý là Savet cũng chơi ở vị trí tiền vệ công. Anh chưa được thể hiện nhiều trong các trận giao hữu của Pau FC do chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau một thời gian dài thất nghiệp. Khi Savet trở lại, Quang Hải sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh vị trí ra sân. Sau 4 trận đấu giao hữu, đội bóng của Quang Hải giành 2 chiến thắng và có 2 thất bại. Tuyển thủ Việt Nam ra sân 4 hiệp đấu và chủ yếu được sử dụng trong vai trò tiền vệ tấn công với vị trí ở ngay phía sau trung phong của Pau FC. Đội bóng ở giải hạng 2 Pháp chiêu mộ tới 9 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 trước khi bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Quang Hải và Savet là hai trong số những cầu thủ tấn công gia nhập Pau FC. Dù vậy, huấn luyện viên Didier Thorlot trong phát biểu mới đây cho biết là ông vẫn muốn đội bóng tăng cường nhân sự hàng công. Ông Bernard Laporte Frey, chủ tịch của Pau FC, là chưa hài lòng với quá trình chuẩn bị của đội nhà trước khi League 2 mùa 2022-2023 khởi tranh. Ở trận giao hữu gần nhất, Pau FC thua Chamois Niortais 0-1. Điểm đen của Pau FC là không tung được cú sút trúng đích nào cả trận. Chủ tịch Bernard Laporte Frey thừa nhận, chúng tôi tấn công kém. Ông nói thêm, chúng tôi đang tìm kiếm hai cầu thủ tấn công đặc biệt. Một vài cái tên đã trong tầm ngắm nhưng chưa thể công bố bất cứ điều gì vào lúc này. Tuy nhiên chúng tôi phải tìm ra thêm giải pháp. Tôi xem lại quá trình chuẩn bị, đội chỉ giành điểm với những đối thủ yếu hơn, như vậy là không đủ. Niortais là đối thủ của Pau FC ở League 2. Huấn luyện viên Didier Thorlot hiểu rằng mùa giải sắp tới sẽ vô cùng khó khăn nếu đội bóng vẫn tấn công như hiện tại. Tuy nhiên ông vẫn còn một số điểm hài lòng. Chúng tôi tấn công nguy hiểm hơn trong hiệp 2. Sự có mặt của Quang Hải và Evans Chin Lambert đem đến sự năng động và tích cực. Tuy nhiên tiền đạo trung tâm không tìm được sự kết nối tốt với các cầu thủ khác. Huấn luyện viên Thorlot chia sẻ. Quang Hải vẫn trong thời gian hòa nhập với đội bóng. Qua những trận giao hữu, huấn luyện viên Thorlot cho thấy ông chưa sẵn sàng điền tên Quang Hải vào đội hình đá chính. Ở vị trí tiền vệ công, huấn luyện viên Thorlot thích sử dụng Henry Savet, thần đồng một thời của bóng đá Pháp, hoặc là Stevie Bersnat. Các vị trí tiền đạo cánh có Basomina, Sivetre, Melendi. Bên cạnh đó, cả chủ tịch và huấn luyện viên trưởng đều thừa nhận đội cần bổ sung từ 2 đến 3 vị trí trên hàng công. Sự cạnh tranh dành cho Quang Hải là rất gắt gao. Quang Hải trước mắt sẽ ngồi dự bị và làm quen với không khí ở League 2 trong khoảng từ 3 đến 4 tháng tới. Pau FC đá 4 trận giao hữu, lần lượt thắng đội tuyển chọn vùng Landes 5-0, thua Toulouse 0-2, thắng Angoulême Charente FC 1-0 trước khi thua Niortais 0-1. Pau FC sẽ chạm trán Gunkem vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 7 giờ Pháp, tức là 0 giờ ngày 31 tháng 7 giờ Việt Nam. Huấn luyện viên Thorlot thừa nhận Pau FC còn nhiều việc phải giải quyết, đặc biệt là ở hàng công, và tạm an tâm với hàng thủ đã xây dựng. Gunkem thuộc nhóm đội mạnh ở League 2. Trong mùa giải trước, Gunkem xếp hạng 6 với 58 điểm. Pau FC có 4 lần đối đầu với Gunkem ở League 2 với kết quả cân bằng thắng 2, thua 2. Ở mùa trước, Pau FC lần lượt thắng 2-0 ở lượt đi, thua 0-3 ở lượt về. Ở mùa trước nữa, Pau FC thua 0-1 ở lượt đi, thắng 3-2 ở lượt về. Huấn luyện viên Didier Thorlot của Pau FC tỏ ra rất kỳ vọng ở tân binh Nguyễn Quang Hải khi đánh giá cao nhiều điểm mạnh của tiền vệ đến từ Việt Nam. Chúng tôi biết một vài ngôi sao của Việt Nam, có người tôi biết rõ hơn Hải. Tôi cũng biết cộng đồng người Việt Nam có thể có sự ủng hộ dành cho Hải. Tôi đọc về Messi người Việt Nam rồi xem cậu ấy phô diễn, tôi nhận thấy là Hải rất nhanh nhẹn, có khả năng cản lướt và chịu khó va chạm, chạm bóng nhanh, kinh nghiệm dày dặn.
huấn luyện viên Didier Thorlot của Pau FC đánh giá về Quang Hải. Tôi tìm kiếm một cầu thủ biết thích nghi, biết thay đổi. Tôi nghĩ những điều đó là cần thiết trong bối cảnh đội muốn có ai đó đem lại sự khác biệt vào đúng thời điểm. Tôi nghĩ rằng Hải là người có khả năng thay đổi cục diện trận đấu, bùng nổ, đưa đội nhà đến chiến thắng. Chiến lược gia 58 tuổi nói tiếp. Huấn luyện viên Didier Thorlot thừa nhận Quang Hải có lối chơi khá giống với cựu tuyển thủ Pháp Mathieu Van Buena. Tôi thấy cậu ấy khá giống với Van Buena. Đó là cầu thủ nhỏ người và có tố chất giống như Quang Hải. Cả hai cầu thủ đều có khả năng xử lý bóng rất nhanh, đưa ra những đường truyền tốt và tung ra những cú dứt điểm lợi hại. Quang Hải là một cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu ở thời điểm quan trọng. Dù đánh giá cao học trò, nhưng huấn luyện viên trưởng Pau FC cũng cảnh báo Quang Hải sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới. Ông nói, cậu ấy đến từ giải đấu khác và cần có giai đoạn thích nghi. Chúng tôi sẽ cho cầu thủ này thêm thời gian. Quang Hải sẽ cảm thấy mới mẻ với lần đầu tiên làm việc ở Pau FC. Trong năm đầu tiên, tôi nghĩ rằng sẽ là phi thực tế khi nghĩ về một kết quả xuất sắc. Tôi sẽ xem các video cậu ấy đá ở Việt Nam, sau đó tìm giải pháp để cân bằng cách đá của cậu ấy. Tôi nghĩ Hải cần kiên nhẫn, đừng áp lực việc phải ra sân thi đấu. Cậu ấy là cầu thủ nước ngoài và cần thích nghi về ngôn ngữ. Huấn luyện viên Didier Thorlot nói về những khó khăn mà Quang Hải sắp phải đối mặt. Chúng tôi sẽ dành thời gian ở trên sân cũng như là ngoài sân để giải thích và làm quen với Quang Hải. Bên cạnh đó, tôi sẽ cố gắng truyền đạt những gì mình mong chờ ở cậu ấy. Tôi và các cầu thủ khác sẽ giúp Quang Hải có sự chuẩn bị sẵn sàng nhất để thi đấu. Huấn luyện viên Thorlot tỏ ra rất quan tâm tới tân binh Quang Hải. Huấn luyện viên Didier Thorlot khẳng định thương vụ này không phải lựa chọn thiên về tài chính. Đây là lựa chọn thực chất, chuyên môn để cả Pau FC và Quang Hải cùng phát triển. Theo huấn luyện viên Didier Thorlot, Pau FC cần thêm hai cầu thủ tấn công đủ khả năng để nâng tầm đội bóng, ngay cả sau khi League 2 khởi tranh. Mẫu cầu thủ mà Pau FC đang tìm cần có tốc độ tốt để vượt qua đối thủ và có thể tích cực nhận bóng ở tuyến dưới để triển khai lên trên. Tôi không muốn bổ sung cầu thủ chỉ để tăng cường số lượng, mà họ phải đủ khả năng để nâng tầm đội bóng, ông nói trên báo Pháp Malik 2 ngày 19 tháng 7. Pau đã đem về 11 tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè 2022, gồm Henry Savet, Mons Basumina, Eddie Savetre, Jean Ruiz, Diadine Abzi, Walid Zamoni, Maron Jadro, Sessi Di Almeida, Quentin Javet Diarra, Nguyễn Quang Hải và Nosso. Họ đều đã thử sức ở 3 trận giao hữu vừa qua, khi Pau thắng 2 và chỉ thua 1 trận trước câu lạc bộ Ligue 1 Toulouse. Theo chiều ngược lại, đã có 13 cầu thủ Pau đã ra đi, bao gồm Kenji Van Boto, Farid El-Melali, Mahamadou Dembele, Zakira Naidizi, Dennis Wimpoha, Jared Khasa, Romain Aman, Victor Lopri, Quentin Dobin, Benjamin Bertrand, Samuel Essendi, Stephen Bazic và Ebenze Asifor. 6 tân binh có thể chơi tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo gồm Savet, Basomina, Sivetre, Zamoni, Chocho và Quang Hải. 4 người đã ghi bàn ở các trận giải hữu cho Pau, trong đó có tuyển thủ Việt Nam. Nhưng trong 2 trận gần nhất, Quang Hải không đá chính, vị trí hộ công do Sivetre đảm nhiệm ở hiệp 1. Sivetre cũng có thể hình nhỏ và thuận chân trái giống Quang Hải, và anh đã được cho mượn ở Pau từ mùa trước. Quang Hải đã chơi 151 phút qua 3 trận giao hữu, trung bình mỗi trận đá khoảng 50 phút. Huấn luyện viên Thorlot nhận xét tiền vệ 25 tuổi đá cần mẫn và chăm chỉ. Pau chỉ đang có 21 cầu thủ ở đội 1, chưa kể tiền vệ phải Marius Ross đã thử việc hơn 3 tuần và được đá giao hữu vài trận qua. Trong đó có 10 cầu thủ chơi được 4 vị trí trên hàng công trong sơ đồ 4-2-3-1. Quang Hải chủ yếu được sử dụng trong vai trò số 10, đá ngay sau tiền đạo.